Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, Bambang Sulistio cho biết, vào sáng nay, ông đã nhận được một bản báo cáo chính thức từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Vào hồi 7 giờ 11 phút sáng nay, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã nâng được chiếc hộp đen chứa thông tin dữ liệu của chuyến bay lên mặt nước. Theo ông Sulistio, thiết bị dò tìm hộp đen đã phát hiện ra tiếng ping ở độ sâu 30 mét dưới biển và nằm cách vị trí đuôi máy bay được trục vớt hôm 10 tháng 1 khoảng 4 km. Tuy nhiên, thông báo cũng cho biết thiết bị hộp đen nơi chứa dữ liệu ghi âm trong buồng lái vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu nạn sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm, cho dù công tác này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì thời tiết có thể sẽ chuyển biến xấu vào chiều nay. Thiết bị hộp đen được tìm thấy trên sẽ chuyển về thủ đô Jakarta để tiến hành phân tích và sẽ phải mất 2 tuần để tải toàn bộ dữ liệu. Tuy nhiên, có thể chỉ mất 2 ngày để thu hồi dữ liệu nếu như thiết bị không bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn máy bay QZ501 chưa được xác định cụ thể, nhưng theo cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia cho hay, điều kiện thời tiết xấu có thể là nguyên nhân chính gây ra thảm họa này.